Mercedes Bentley 90. Là máy là với cấu hình là gọi là êm dịu nhẹ. Là làm dên nhỏ chích 2 ly rưỡi. Cái quay 52 ly 3 bạc. Đầu làm chảo Sport Magic full đầu tiện lò. Bài này thì dành cho anh em là gọi là êm dịu nhẹ, và cái tiền mà để làm lên cục máy này nó tương đối là thấp, không có nhiều tiền. Bây giờ hầu như là sử dụng lại đồ cũ của mình hết. Đó, như là cái dên 100 chích ắc lên 2 ly rưỡi, đầu lòng thì mình cứ đi 3 bạc xuống bắp Magic cái 52. Cái này là êm dịu nhẹ nha anh em, người lớn tuổi nên đi làm cái bài này. Yeah.